các bạn, hiện tại là trong miền Nam của mình là không khí đang khá là nóng nực luôn bạn, nên tụi mình quyết định là làm một chuyến đi biển. Và nội dung của clip hôm nay sẽ là một sao vs 5 sao phiên bản tiệc bãi biển các bạn. Tức là tụi mình sẽ ra tới ngoài biển đó và chia ra hai đội, một đội 1 sao và một đội 5 sao. Tụi mình sẽ tổ chức một cái tiệc ăn chơi ngoài biển các bạn. Và ở đây là mình có 6 lá hâm, 3 lá 1 sao và 3 lá 5 sao. Ai bóc vào lá 1 sao là sẽ theo đội 1 sao là sẽ có là 100k để tổ chức tiệc bãi biển. Còn bên 5 sao thì sẽ có 10 triệu để tổ chức tiệc bãi biển các bạn. Mình muốn số tiền nó chênh lệch như vậy để cho bên 1 sao là sẽ cố gắng sinh tồn, săn bắt được cái kiểu để có thể tổ chức được cái tiệc bãi biển. Còn bên 5 sao thì vô tư, muốn mua gì mua. Clip nó phải giảng như vậy nó mới hay các bạn, số tiền nó phải giảng như vậy mới hay nha. Ở đây là 6 lá hâm, mình sẽ bỏ vào đây, sóc lọ lên, giữ nhỏ một trước. Nó biến số nhỏ luôn kìa, muốn mắt ngừng gừng luôn kìa. Rồi tiếp theo là ăn nhỏ, ngọn sao luôn. Rồi tới mình luôn nha, mình sẽ nhắm mắt lại, đóng đều lên trái. Wow, vàng phẩm, lâm vàng phẩm nha, to. Để xem to được mấy sao. Rồi to một sao. Ủa vậy Hương, Hương đâu còn bóng đâu, hai tờ này là 5 sao hơn, bóng nào hơn? Game là giỏi mấy bạn ạ. Mình lên rồi. Game hôm nay là chỉ có 5 người chơi các bạn. Tú là nó bắt đi chơi với lại bạn bè rồi các kiểu nên hôm nay nó nghỉ. Nên 5 đứa tụi mình đi tiệc bãi biển thôi. Và tụi mình sẽ có những cái số sao là chỉ là 1 sao, ăn 1 sao. Rồi toàn qua đi chơi toàn. Đây. Ba con này là sẽ 1 sao, còn mình với Hương là sẽ 5 sao các bạn. Nói chung là tụi mình bóng quanh shot vào gì chơi đó luôn các bạn ơi. Và hôm nay mình thấy là đội 1 sao khá là nhỏ vì có 100k mà những 3 người xài luôn. Còn bên mình 10 triệu mà chỉ có 2 người xài thôi. Khá là sướng luôn, nói chung là mắc tú thì cảm thấy khá ok. Bây giờ cái đám tụi mình sẽ đi siêu thị để mua những cái món đồ trang bị để dành mà tổ chức tiệc bãi biển các bạn. Rồi hiện tại cái đám tụi mình đã tập trung được ở bãi biển Vũng Tàu các bạn. Đội 5 sao tụi mình lần này chỉ có mình với lại cô Hương thôi. Rồi bên đây là 1 sao các bạn. 1 sao thì có là ăn toàn với lại dễ. Ba thằng tụi nó là sẽ có 100k thì mua được những gì? Một cái chai Coca-Cola giá nhiêu em? 15k. Cái sạn 40k. Hộp quạt 5k. Hai cuộn chỉ 10k. Tôm thẻ gì nè, 27.360 đồng. Và cuối cùng là giấy A4 các bạn. Ủa mua giấy A4 làm gì em? Hả diều. Ở đây gió hỏi mạnh quá, phải hả diều dừng dừng chứ. Tiệc bay biển là phải có hả diều các bạn, giải trí được các kiểu nha. Nói chung là 100k là tụi nó mua được nhiêu đây đồ chơi. Hiện tại là buổi trưa các bạn, là bãi biển khá là nắng luôn. Nên mình có đem theo một cái tấm bạc rất là lớn như vậy nè. Một tấm như là một cái rạp của mấy đám cưới đám hỏi đồ á. Cái này là rạp ship nha. Bây giờ bên mình 5 sao là phải mát như vậy. Còn bên 1 sao thì nó không có cái rạp. Thì mấy em có quyết định là tự thiết kế của rạp hay gì không? Có anh. Bây giờ sẽ bắt đầu làm luôn. Đúng rồi, chứ đáng như vậy mà tiệc bãi biển là chắc cháy luôn á. Dạ. Rồi ok, bây giờ là hai team của mình là sẽ tách ra soạn đồ gầy đồ các kiểu và tổ chức tiệc bãi biển nha bạn. Rồi ok, team 1 sao của tụi mình sẽ bắt đầu phân chia công việc nha bạn. Do là tụi mình còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Chỗ ở, chỗ tránh nắng nè. Rồi đồ ăn thì cũng có nhưng mà nó hơi thiếu thốn xíu nha các bạn. Nên phải phân chia ra làm tất cả mọi thứ cho nó nhanh. Đầu tiên thì mình với anh Toàn thì sẽ đảm nhận công việc là làm một cái nơi trú nắng nha các bạn. Để tối nay tụi mình ăn bạc ti. Còn Dĩ thì sẽ đảm nhận đi kiếm hải sản, kiếm thêm một mớ hải sản cho nó phong phú thức ăn nha các bạn. Ok, đi em. Rồi còn mình thì sẽ đào cái hố trước. Đào cái hố với cái sạn 40k nha các bạn. Còn Toàn ơi, dạ. Em đi kiếm mấy cái cây á, dài dài ra để mình chắn ngang ra mình làm một cái mái. Ok. Rồi còn mình sẽ ra bãi biển lượm mấy cái cây với mấy cái tấm xốp trắng này về để làm lều nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu đi lượm.
Rồi bây giờ mình sẽ đi ra biển bắt con gió nha. Là cái mẹo bắt con gió là dễ lắm. Chỉ cần đi dọc bờ biển là thấy nó bò lên là mình sẽ chạy lại bắt nó liền. Rất là dễ bắt. Rồi bên năm sau của mình thì có đem theo mấy cái sản đó bạn. Mình thử làm một cái hố cát để cho nó mát các bạn ơi. Hiện tại là trời nó nắng, rất là nắng luôn. Mình quyết định là làm một cái hố sâu xuống. Và sẵn có cái lều này nữa nè, cho nó mát mẻ nha các bạn. Và làm một cái căn cứ ở dưới lòng đất nha. Nói chung là mình sẽ dùng sản để đào nguyên một cái hình vuông theo cái rạp này luôn nha các bạn. Đồ ăn thì bên mình là khá là nhiều luôn. Chút nữa thì mình chuẩn bị được xong hết thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Cho quá là nhiều luôn á. Còn bên năm sau của mình thì được cái là có điều kiện, nên mình sẽ đi câu cá giải trí để giết thời gian nha mấy bạn. Đây, mình sẽ câu bằng mồi tôm này. Vô đây cho nó mát. Thưởng thức Pepsi. Rồi sau một hồi mình đào cuốn đồ các kiểu thì mình thấy là nó khá là vô dụng luôn các bạn ơi. Do cái lều này của mình nó khá là bự luôn, đào một mình đào không nổi. Thằng đợi mình thì nó đi câu cá, của mình một mình đào không nổi các bạn ơi. Nên thì quyết định là trao cái cây đồ lông đao này lại cho thằng cu ăn nó đào. Bên đội tụi nó cần hơn nha các bạn. Em cảm ơn anh ạ. Vậy okay. Anh lấy nè. Dạ, cảm ơn anh luôn á. Em lấy cái này. Bye bye. Ok. Nói chung là bây giờ là mình không có đào nữa bạn ơi, khá là tốt thời gian và nó vô ích á. Nên quyết định là mình sẽ ăn chơi, không làm việc nữa, quyết định ăn chơi nha. Ở đây là mình có một con diều bướm. Đây một con diều bướm, khá là đã luôn các bạn. Ra bãi biển là chúng ta nên chơi chứ không nên làm việc các bạn ơi. Mình sẵn review diều bướm coi thả như thế nào nha các bạn. Ủa? Diều bướm. Nó có cuộn dây nè. Giữ cái này lại chút xài. Đó. Rồi sao? Đâu cây okay, đâu cây đâu. À hay à. Nè quay gần cho mấy bạn coi nè bảo. Mình chỉ gần xỏ mấy cái cây vô mấy cái khớp này đó bạn. Đó, một cái. Hai cái. Ba cái. 4 cái, wow. Wow, quá hay luôn á. Sau đó mình sử dụng cái này, nó có cái đồn ốc nè các bạn. Mình móc vô. Rồi, thả thôi. Trời ơi, gió dữ quá. Bảo chị súng bắn nè. Giống đạn máu. Là nhìn này ngầu bao ngầu luôn nè. Cái này dây không có cột quá. Không cột hả? Không cột. Cột sơn. Cao cột cứ ngát lỗ ba lừa đảo. Tao thả nhiều ngoài máy biển là đơn giản các bạn ơi. Thả ra và bay lên thôi. Quá đã. Tiếp theo mình sẽ chơi lướt sóng các bạn. Mình mua một cái tấm ván lướt cho người mới bắt đầu. Mấy cái ván cho người chuyên nghiệp là nó dài lắm các bạn. Nó dài gấp 3 lần cái ván này nè. Thì những người chuyên nghiệp người ta mới biết chơi. Còn mình thì chưa chơi bao giờ nên mình mua cái tấm nhỏ này chơi thử coi nó có dễ chơi hay không. Nếu như mình mà trở nên chuyên nghiệp thì mình sẽ mua cái loại bự các bạn. Chơi thử cái loại nhỏ trước. Mất công là chơi không chơi được, mua tốn tiền. Ok, đầu tiên là mình sẽ cột cái dây này vào tông giò mình nha. Đồ bơi được không anh? Được. Đó. Cột cái tông giò của mình. Để cho nó không có lạc á, mắc nhau quá các bạn. Như vậy nè. Ok, anh em chơi chung lên đây, lên đây. Ok. Rồi bây giờ mình với anh Dĩ là sẽ chơi lướt sóng với bạn. Thank you.
A few moments later. À, mình đã luyện tập khoảng 15 phút thì quyết định là đầu hàng nha các bạn. Rất là khó chơi luôn. Đây là môn thể thao dành cho người chuyên nghiệp. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi cái môn rất là hình hành ở bãi biển, đó chính là xây lâu đài cát các bạn. Mình đổi cái sẻng lớn của mình lấy cái sẻng nhỏ của ngang nha. Còn lại cái xô mình đeo theo. Bây giờ mình sẽ xây lâu đài cát. Đây là một trò chơi rất là khó luôn các bạn. Chúng ta phải xúc cát, bỏ vô xô như vậy, sau đó bắt đầu xây nha. Thằng kia đó cũng xây lâu đài cát, ở đây xây chung cho vui nè. Rồi hả? Xây bằng cái ly hả? Đẳng cấp. Biết cách xây không? Nè mình cứng nhất câu hỏi đúng không? Bắt đầu đổ khuôn đó. Đó. Sau đó đầu mình sẽ sử dụng khả năng gọi là đục khoét đồ các kiểu để xây lâu đài nha bạn. Mình sẽ làm một cái hình vuông. Lâu đài phải hình vuông. Rồi sau khi mình thấy tem 5 sao á, cũng thả một con diều bóm rất là bự luôn. Nên tem 1 sao của mình cũng quyết định là làm một con diều bằng giấy nha các bạn. Đây, đây là con diều giấy của mình này, làm cũng khá là đơn giản. Chỉ cần buộc lại chính giữa, ngoài cột như thế này và thả thôi. Đó, nó đang kêu khiêu khích mình thả. Rồi, kẹt 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 giấy à, không sao không sao không sao. Thả được, vẫn được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thả luôn. Nhìn nó hơi lao đao vậy thôi chứ. Đó, đó. Các bạn thấy ghê chưa? Đừng có giỡn tem 1 sao của mình nha. Mình đã xa hơn cái con diều của tem 5 sao luôn các bạn. Anh Lam ơi, anh Lam có diều em nè. Vãi kè em bán không cao rồi vậy anh ơi. Ôi mà tính nặng quá, dây nó hồng. Ê ê. Rồi sau một tiếng đồng hồ và nhờ cái sẻng của anh Lâm cho mượn nữa thì mình cuối cùng cũng hoàn thành xong cái liệu dưới lòng đất của mình này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong trải nghiệm nha. Nhìn sơ sơ vậy thôi chứ đầu rất là mệt luôn các bạn. Không có cái sẻng của anh Lâm nữa thôi xong rồi. Wow. Ở đây thì mình cảm thấy rất là ấm luôn các bạn, không có nghe gió gì luôn, mát. Còn bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đi kiếm củi nấu ăn cho buổi tối. Sau một hồi xây định hình thì mình được cái hình là cái lâu đài hình vuông như vậy các bạn. Và khi xây lâu đài cát thì các bạn chú ý là mình xem cái mực sóng nó đánh đó các bạn. Mình nên tránh sóng chút nha, mình xây nó ngay mí sóng luôn. Kết quả lâu lâu nó đánh lên miếng kiếm nè, nên nó hơi bị sập sập chút. Không biết là mình có thể hoàn thành được hay không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Và mình thấy bên một sao nó vẫn đang đú nó làm đằng đó các bạn. Lại đang không trắng là coi Bảo. Ở bên đây mình đang làm một cái kim tự tháp thật to luôn, bự hơn cái lâu đài ở bên năm sau luôn. Rồi kết quả là hơn 5 giờ chiều các bạn ơi, mình không thể hoàn thành được cái lâu đài. Nhưng mà chiều quá bắt buộc là phải ăn chiều và bắt cóc tối hôi luôn. Nên mình cho cô Bảo nó chấm điểm cái lâu đài luôn nha. Đây là cái lâu đài của mình, team 5 sao một mình làm. Thì mình mới có trang trí ngay được cái hút này các bạn. Mấy cái hàng gạo tường hành mình mới trang trí hút này thôi. Hút bên đây chưa làm xong cho không có thời gian á. Và lâu đài là gồm có là một cái cửa vô. Cái lẽ mình cũng phải xây cái hào nước nữa nhưng mà chưa có thời gian làm. Thì có cái cổng vô các bạn. Cổng này thì xuyên qua tay qua luôn nha, cái lỗ luôn nha. Người ta có thể đi cái cổng này. Ở đây là mình tính khoét thêm một cái cửa vô lâu đài nữa các bạn, nhưng mà không có thời gian khoét. Ở đây thì đây là lâu cái đài chính. Đó, một cái bự chính theo kiểu vừa theo kiểu chớp các bạn, đỉnh của chớp nha, rất là nhọn đỉnh của chớp. Và ở đây thì mình sẽ có một cái đường đi qua một cái lâu đài phụ bên đây, lâu đài nhỏ nơi dốt công chúa rồi các bạn. Thì đây là chớp nhỏ nha. Ở đây thì có một cái cầu thì vẫn có thể thông qua được các kiểu. Nếu như mình xây đầy đủ là dưới đây mình phải trang trí là có nhà văn rồi dưới đây nữa các bạn, ví dụ nhà văn nhỏ nhỏ rồi các kiểu như vậy nè. Ở đây nó đúng bài là lâu đài nhưng mà không có thời gian để làm, hẹn các bạn ở khi khác nha. Xung quanh thì có tường hành bao bọc. Nói chung là cái lâu đài này là mình hoàn thành khoảng 60% thôi, nhưng mà hết giờ rồi. Mấy điểm Bảo? 7 điểm. 7 điểm hả? Khá là buồn, mình tưởng đâu 9 điểm hay là 9 điểm rưỡi chứ. Ok, tiếp theo qua review cái bên không 1 sao nha.
Rồi tiếp theo là cái lâu đài của bên một sao. Lâu đài Sài Gòn. Quá the hell. Anh thấy nó giống giống con cua á em. Cua đâu mặn cua, lâu đài Sài Gòn. Đây nè. Nè quay đi từ đầu đến cuối cho các bạn cùng xem luôn. Phía bên đây thì mình có đường vô hả? Dạ. Con này là gì? Chạy gác cổng. Rồi anh lính hả? Dạ anh ngầu á. Mấy cái đắp chai này chút lụm lại nha, gác biển nha. Rồi có hai con ốc nè. Rồi một tuần hành hả? Con này gì hả? Em cái đó em không biết con vậy á. Con này ốc đinh. Con này ốc đinh. Hâm trông hả? Dạ. Còn đây là hồ bơi. Con này nhảy xuống trong bể đầu quá. Chạy xuống bể đầu luôn. Con em nhìn ngầu vãi. Ủa có cửa vô luôn nè. Mà vô được tới đây đi ra hả? Bậy lâu đài Sài Gòn vậy á. Có Lego nè. Con này ngựa tuyết hả? Đúng rồi anh. Còn hai này. Em không biết cái đó gì là gì vậy? À Anten. Anten hả? Anten. Còn phía sao? Anten. Ok. Bên một sao làm cái kiểu lâu đài hả, giống con cua các bạn. Tụi mình quyết định là cho các bạn cùng chấm điểm nha các bạn. Chấm điểm cho mình là bên 5 sao một mình làm thì là bao nhiêu điểm. Rồi bên đội 1 sao thì làm lâu đài con cua này thì được bao nhiêu điểm nha. Comment giúp tụi mình. Nói chung là chấm điểm cho vui nha các bạn. Số bao danh số 1 nha các bạn. Ủa lộn, số 2. Rồi, hiện tại là mình dính cá luôn rồi. Mình câu từ trưa tới giờ luôn á. Cuối cùng dính được cá. Cái biển này nó hơi nam chút xíu. Đây mình lôi vô luôn nè. Wow, cá gì đây? Cá gì mà sặc sỡ kìa mấy bạn. Nhưng mình nghĩ chắc là ăn được á. Vô luôn. Cái này mình AFK cái càng câu hơi lâu mấy bạn. Còn sống mà. Nên giờ nó hơi yếu. Dạ, yeah, móc hơi sâu rồi. Rồi bên 5 sao của tụi mình sẽ chơi trò anh đi tìm hải sản nha bạn. Ở trên bãi biển này là có mấy con hải sản bên tụi mình đã được chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ tụi mình chỉ việc đi bắt thôi bạn ơi. Vô đây là mình thấy có một cái hố nước khá là lạ luôn nè. Mình quyết định là sẽ bắt nó theo phong cách của mấy người Trung Quốc nha. Tịch tích tóc các bạn. Đó, 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 đó. Đó, thấy nó lòi ra luôn nè. Nè, có râu luôn nè. Wow, cứng nhắc luôn. Tờ ơi, con cua nó bự kìa. Tờ ơi, nó bị trói sẵn luôn kìa. Xịn vãi luôn. Còn sống luôn, còn sống luôn. Không hề giả trăng luôn các bạn. Tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời luôn. Wow, quá đã. Vô luôn anh ơi. Vô luôn, một con. Ôi. Nói chung là bắt hải sản khá là dễ các bạn. Chúng ta chỉ việc là vào tiệm mua, sau đó chôn rồi chế nước vô là có ngay một con cua rất là bự luôn nha. Có dây cột sẵn luôn. Ok, tiếp tục. Rồi tiếp theo là tụi mình phát hiện ra một cái hố có dấu tích khá là lạ luôn các bạn. Tại sao tới bãi biển nó có cái hố như vậy? Nên tụi mình chế nước vô thử luôn nha. Đó, tôi lộ ra anh ơi. Wow. 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 Cua hoàng đế các bạn ơi. Có cái đồ đeo luôn này nha. Cua này là cua nhập khẩu nha các bạn. Wow. Tung bánh rồi, tung bánh rồi. Không hề giả trang luôn, quá dễ dàng. Quẩy thôi. Rồi tụi mình sẽ làm tiệc nước bãi biển các bạn. Bỏ con cua Alaska vào cái bếp, cái hố hang các bạn. Bỏ con cua Alaska vào hố hang. Sau đó ngồi canh lửa các kiểu. Bên tay một sao của tụi mình á, chiều thì sẽ ăn tôm siêu thị nha các bạn. Và cua chỉ bắt được mấy con cua cọc gió. Nói vậy chơi dễ. Và tụi mình thì một sao có 100k, không có thể mua được cái bị nướng. Nên tụi mình sẽ nướng chui luôn nha các bạn. Dục vô mấy đó. Ừ, dục bên đây nè. Rồi ok, tôm siêu thị và cua ngoài biển đã chín rồi nha các bạn. Đây, tụi mình nướng chui. Và nó đã hồng hào như thế này nè. Rất là đẹp mắt luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu ăn và trải nghiệm. Dễ ăn như vậy. Không ăn cùng gió mẹ thôi anh ăn à. Gạch kìa. Wow, gạch kìa. Wow. Đây đây, gạch nè các bạn. Khá là nhiều luôn. Đây, để mình cho anh dĩ ăn. Núp em. Ủa, mình đâu mới ăn gạch đâu. Thấy sao em? Ừ, được anh. Béo ngon hả? Béo. Ngọt, ngọt, ngọt nước nữa. Wow.
nghe đã chứ. Đã hấp dẫn á, nhưng mà anh không ăn đâu, nhường em á. Còn ăn đây, đây tôm, tôm siêu thị. Ngọt quá, mấy con còng biển này ăn rất là ngon. Tụi mình vào một sao ấy, cảm thấy là 100k này quá là dư giả luôn các bạn. Xài mà không biết xài sao cho đủ luôn. Nên mình muốn các bạn là nhớ like và subscribe kênh thật nhiều để Lâm tổ chức thêm một cái bạc tin một sao với 5 sao. Và tụi mình sẽ cố gắng bóc ra 6 sao nha các bạn. Và mình muốn mình là người bóc ra 6 sao chứ không muốn bóc ra một sao như thế này đâu. Còn mấy đứa hay sao? Em cũng muốn vô 6 sao luôn. Không. Còn gì? Còn em thì dễ lắm, lúc nào cũng 1 sao đó. Rồi tiếp theo tụi mình bỏ vào cà tím baby nha bạn. Cà tím này loại này khá là lạ luôn, có chút xíu à. Cà tím nướng ăn cũng rất là ngon. Rác đồ thì tụi mình sẽ gom lại chút nữa bỏ vô bịch đem về nha bạn. Cà tím tụi mình nướng nguyên trái luôn. Đó. Nướng nguyên trái luôn nha bạn. Rồi này là bắp Mỹ nha. Nấm mỡ các bạn. Nướng nguyên cái luôn. Rồi này là ớt chua các bạn, ba màu, xanh, vàng, đỏ, giống đèn giao thông ghê luôn á. Bỏ lên nướng luôn. Chân là nguyên trái như vậy cho đã nha bạn. Rồi cuối cùng là nấm đùi gà hai cái. Nướng luôn. Đó. Còn con cua hoàng đế thì nó bị cháy lớp vỏ bên ngoài. Nhưng mà không sao, mình ăn cái bên trong mà cái vỏ ngoài trái kệ nó nha. Tụi mình sẽ ăn con cua Cà Mau trước nha. Chín chín trái càng luôn rồi. À thử ớt hơn, biết ăn ớt hơn. Biết chứ. Thử coi, thử khất coi. Thì hôm review cái trái ớt đỏ này. Ớt chuông đỏ. Khá là thơm luôn á. Đỏ. Ủa. Ngon ngắt luôn á. Ngon ngắt luôn hả? Quá đã rồi. Còn mình sẽ ăn cái nấm mỡ khổng lồ này nha bạn. Còn mình chân là nguyên trái như vậy nè, tạo nó xì mỡ rồi nè hả? Nè. Nước không bên trong nè. Qua đã. Bỏ ớt. Nó mọng nước. Nửa đàn nước không à. Rất là thơm. Rất ok luôn á. Ăn thử trái cà tím nha bạn. Trái cà tím, nguyên trái luôn. Tự mẹ nó nóng kìa. Đây, cà tím. Thế nào? Thơm. Nó rất là đặc trưng luôn. Còn mình review thử cái nấm dài rồi nha. Đó là nấm đùi gà. À, nấm đùi gà. Cắt nguyên cái đầu luôn. Dài hả? Khi mình nướng rồi á. Đúng rồi hả? Nó thơm như một thịt gà vậy á. Này không có thạo luôn các bạn. Vậy nên lấy nấm đùi gà nướng ăn thử. Rồi tiếp theo là quất nguyên trái bắp nha. Trời ơi. Quá rồi. Rồi ăn cua thôi. Rồi tiếp theo tụi mình sẽ nướng nguyên cái tảng thịt bự khổng lồ các bạn. Wow. Wow nó nhảy vô luôn. Còn sống còn sống. Đây nguyên tảng thịt khổng lồ. Rồi tiếp theo là xúc xích các bạn. Xúc xích. Xúc xích này không biết xúc xích gì mà bự dữ ta. Xúc xích tỏi. Rồi sao hồi quên canh lửa thì nó đang khui rồi các bạn ơi. Không sao, phải ăn được nha. Thịt chín rồi. Xúc xích chín rồi. Rồi hiện tại là trời tối luôn các bạn ơi. Gió quá lớn luôn trong mít. Mình sử dụng mít đeo cổ luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có tiếng gió ồ ồ, các bạn không cảm nha. Bây giờ tụi mình sẽ ăn tiệc bãi biển của đội 5 sao. Đây mình sẽ review nha. Mình có 3 loại nước Fanta, Coca với lại nước cam gì nè. Rồi dưa hấu, chuối, trái cây nướng, nguyên một dĩa trái cây nướng, cua, xúc xích, miếng thịt siêu to khổng lồ. Đó, gắt bự luôn. Còn này là cua hoàng đế nướng, nho, táo, dừa. Ở đây tụi mình có một cái hùng nước đá nha bạn. Tàu hùng nước đá thì có ly đá nè. Thường một ly. Lâm một ly. Có nước ngọt với lại nước suối đóng ướp lạnh. Nhưng mình sẽ uống nước nho nha. Mình sẽ hay thương cái buổi tiệc nướng bãi biển bằng chai nước nho nha bạn. Wow.
phép rước đầu Hương lên nóc nhà luôn rồi. Ok, vô. Ok anh. Nay vô năm sau là phải hưởng thức nha bạn. Yeah. Rồi, cạn ly. Cạn ly. Đổi dài rồi. Ủa clip trước Hương mấy sao? Hương không? Không sao. Không sao, chứ phải là một. Không. Bữa Đà Lạt là Hương không sao các bạn, nay Hương lên đời rồi. Xúc xích mà có tỏi không biết ăn sao nữa, ăn thử cái Hương. Này món khoái khẩu Hương. Đừng xả rác nha, rác gục hết vô dĩa nè. Rồi, đó. Mình phải có xúc xích là phải có cái găng mới ăn mới ngon. Rồi, ăn thử luôn nha. Ổn ổn. Tuy là nó qua là xúc xích tỏi nhưng mà ăn cũng giống xúc xích thường đó mấy bạn. Còn mình là sẽ ăn càng cua, chân cua hoàng đế nha bạn. Mình nướng hơi lố, kết quả là nó bị đen như vậy luôn. Mà không sao, vẫn ăn được nha, cứ lọc sơ là ăn thôi. Đó, đây. Nó đẹp như chiên luôn kìa. Quá đã luôn á, nhìn vàng luôn ha. Quay cận cảnh luôn Bảo. Đã không? Đây các bạn. Con này thịt rất là nhiều luôn, full thịt luôn. Thưởng thức ăn cua hoàng đế nướng nha. Rất là thơm. Do nướng nên nó rất là thơm luôn. Và thịt của nó mặn mặn sẵn luôn rồi, không cần chấm luôn các bạn. Rất là ngon nha. Trời ơi, thịt nó bự kìa. Quá đã. Vô. Còn mình thì sẽ review thử cái càng con cua Gà Mau nha. Cái càng khá là bự luôn các bạn. Cái càng khá là bự luôn, gần bằng ba ngón tay của mình luôn. Wow. Đây đúng càng luôn nè. Ok anh. Mình vẫn như bao lần hát. Cứ cua Cà Mau rồi cái càng nó ăn là thôi rồi. Ngọt thật hả? Nó ngon ngọt. Cái bùi. Cái này thêm miếng tương ớt nữa. Thôi rồi luôn. Tuyệt vời. Nói chung là bên năm sau của tụi mình là có nguyên một cái bàn đại tiệc như vậy luôn. Chắc chắn là hai người ăn không hết các bạn. Nên mình kêu ba thằng một sao qua đây để coi tụi mình ăn từ từ. Ok. Nấm ngon lắm, nấm ngon lắm. Trời ơi, nấm đùi gà là ăn y với đùi gà luôn. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Hôm nay làm clip đi chơi bãi tiệc bãi biển các bạn. Bạn nào thích video này của tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ, đăng ký kênh để tụi mình có động lực thực hiện những clip giải trí, những clip đầu tư hơn nữa nha bạn. Tạm biệt các bạn.